Bây giờ thì đặt miếng thịt lên. Cái này là em chỉ kích thích các bác là tăng cái độ thèm thôi. Các bác không nên xem vào buổi tối nhé. Chào tất cả các bác, hôm nay là thứ năm và như thường lệ thì hôm nay em Nam Đẹp Trai lại quay lại với các bác review hoặc unbox một cái sản phẩm nào đấy. Như số trước thì em Nam không đeo kính, hôm nay lại phải đeo kính vì phải nhắc lại lý do là cái phòng này nó rất là sáng nên không đeo kính thì không tập trung để làm việc được. Như các bác đã biết ấy, thì thời điểm này là Hà Nội đã vào mùa đông thì nó rất là lạnh và những người đẹp trai lại gầy như em thì suốt ngày chỉ có nhu cầu là nghĩ đến ngủ là đầu tiên, cái thứ hai nữa là ăn. Và em nghĩ là thời tiết này thì cực kỳ thích hợp cho những cái món như món nướng, những cái món mà liên quan đến đồ nóng. Thì hôm nay em sẽ review và giới thiệu với các bác một cái sản phẩm mà liên quan đến đồ nướng. Em nghĩ là không thể thiếu được ở bất kỳ một gia đình nào. Đấy là một cái bếp nướng. Trước mặt em đây là một con bếp nướng của hãng WMF đến từ Đức, một trong những thương hiệu gia dụng của Đức có một cái lịch sử nó gọi là cực lâu, 160 năm. Như em đánh giá ấy, đây là một con bếp nướng mà cả về công năng sử dụng cũng như là về cái độ hoàn thiện nó cực kỳ là phê. Thì bây giờ em vào luôn chủ đề là nó có cái gì hơn những cái bếp nướng thông thường và nó làm được những việc gì. Đây là con bếp có tên Lono, một cái tên nó cũng tương đối dễ đọc và cũng dễ nhớ. Công suất là 2300W, tương đối là gọi là so với những dòng khác thì nó tương đối là hoành tráng. Công suất thì nó sử dụng nguồn điện là 240V và toàn bộ thân được bọc thép không gỉ, tức là đây là một cái thiết kế mà em cho là nó tương đối là hấp dẫn với người dùng. Nó thiết kế rất là phẳng phiu và nó rất là gọn, vuông thành sắc cạnh. Với con Lono này ấy, thì em đánh giá nó rất là cao vì thứ nhất là toàn bộ khung cũng như là phần kết cấu bên trong, tức là phần giá đỡ hay là phần đỡ cái phần giá của cái vỉ nướng cũng như là phần lõi ở bên trong, nó toàn bộ là được làm bằng thép không gỉ. Thì một tí xíu nữa em sẽ bóc nó ở bên trong ra, nó có cái gì đặc biệt hơn thì các bác nó dễ hình dung hơn. Về kích thước thì kích thước ở bên bao ngoài của cái bếp này thì em cũng chưa xem kỹ, nhưng ở bên trong thì cái kích thước gọi là kích thước mình dễ nhìn nhất là cái kích thước của vỉ nướng ấy, là nó có kích thước là 27 x 41 cm, là nó phù hợp với một cái gia đình nướng trung bình ở nhà mình là khoảng độ tầm 4 đến 5 người ăn. Toàn bộ cái phần góc các cạnh là nó được bo tròn và nó thiết kế nó không gần như không có cái cạnh nào gọi là cạnh sắc cả, thì nó rất là thân thiện với người dùng. Thì đây em nghĩ là nó cũng tính toán, người ta cũng tính toán rất là kỹ để cho nó vừa tạo ra cái tính thẩm mỹ và nó cũng tạo ra cái độ an toàn cho người dùng. Nó dễ vệ sinh và nó dễ sử dụng. Để tháo cái vỉ nướng ra ấy, thì trên thân, ngay trên mặt của cái bếp này ấy, là người ta thiết kế một cái nút. Các bác chỉ việc bấm vào đấy là nó mở ra. Bấm vào đó là nó mở ra. Thì nó, cái nút này ấy, là được thiết kế bằng nhựa và nó tương đối là cứng cáp và nó tạo ra cái thẩm mỹ cho cái bếp. Ngoài cái việc là nó có chức năng là nó giữ cái phần vỉ nướng này thì nó cũng tương đối là thẩm mỹ. Các bác chỉ việc bấm nó ra là nó mở ra cái phần vỉ nướng ra. Đây là cái mặt vỉ nướng. Như em đã nói là cái kích thước của nó là 27 x 41. Nó phù hợp với một cái nhu cầu một cái gia đình khoảng độ 4-5 người là tương đối là phù hợp. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vỉ nướng này ấy, là nó có hai phần, nó được chia. Thứ nhất là cái phần gân để cho mình giảm đi cái lượng nhiệt mà tiếp xúc trực tiếp vào cái sản phẩm mình nướng. Cái thứ hai là một cái mặt xia, là các bác nướng những cái mặt mà muốn lấy phẳng và mình muốn nướng nhanh hơn để cho cái thời gian cũng như là cái phần nhiệt nó tiếp xúc trực tiếp với cái phần món nướng ấy nó nhiều hơn thì mình sẽ nướng cái này. Thì về cơ bản là các bác đã biết sử dụng rồi thì em không nói kỹ cái phần này nữa, nhưng mà về đánh giá là cái mặt này là toàn bộ là được tráng cái lớp, một cái lớp gọi là lớp casting, là lớp chống dính này là tương đối là dày, nó rất là dày so với những cái dòng bếp thông thường. Các bác phải nhìn thì nó có một cái độ lì và độ dày. Đương nhiên là cái bếp này thì em mượn của bạn Chu Hồng Nhung, thì
Cái bếp này là các bạn ấy đã sử dụng rồi, thì em mượn về để em review và cho các bác có một cái góc nhìn nó cảm nhận nó kỹ hơn. Thì nó có bị một vài cái vết xước này, nhưng mà không sao cả, thì để các bác hình dung nó dễ hơn thôi. Ở mặt sau, mặt dưới của cái vỉ nướng này ấy, là nó có hai cái đầu cực để nó tiếp điện cho cái hệ thống may so ở bên trong này. Thì không biết là ở bên trong này cái dây may so là nó chạy là mỗi bên là hai dây hay một dây, vì em chưa tháo nó ra. Nhưng về cơ bản là cái cực này nó làm cũng tương đối là xịn. Đúng là triết lý của người Đức là ăn chắc mặc bền, họ làm tương đối là chắc chắn. Mà các bạn có thể cảm nhận là đây là cái cực mà nó gắn chặt vào hai cái đầu này, nó khác với những cái cực tiếp xúc, nó khác với những cái cực tiếp xúc của những cái hãng khác, là nó là hai cái đầu thò ra thì để cắm điện trực tiếp vào. Nhưng mà em thấy là như thế này thì nó rất là an toàn và nó gần như là rất kín và nó an toàn với người dùng. Cái thứ hai nữa là cái điện nó khi nó tiếp xúc ấy, nó không gây ra cái tình trạng chập trờn giống một số cái bếp khác. Cái mặt dưới của cái vỉ nướng này ấy, là cái phần may so ấy, họ cũng bịt toàn bộ bằng một cái lớp thép không gỉ, nó rất là chắc, nó cứng chắc luôn. Nó bó cứng vào trong cái vỉ nướng này, gần như là nó dập vào và nó siết bằng những cái con ốc này, thì nó làm cho cái may so này gần như được bảo vệ. Và em nghĩ là đây là cái yếu tố quyết định cho cái việc là cái tuổi thọ của cái bếp này, nó bền hay là nó có thời gian sử dụng ngắn hơn, thì là do cái phần này. Và nó rửa khi mình rửa ấy, thì nó cũng có những cái lỗ thoát ở những cái sườn này để nó róc nước và nó rất là nhanh khô. Đấy là cái mà ưu điểm mà em đánh giá là nó cũng là một cái điểm cộng cho nó. Khi mà mình lắp toàn bộ cái vỉ nướng ở bên trên này vào cái phần thân của cái bếp nướng ấy, thì nó có một cái góc nghiêng hơi nhẹ từ phần đầu khóa đến phần đuôi của cái bếp này, để nó tạo ra cái độ dốc của cái phần dầu mà khi mình nướng, mình sử dụng ấy, thì nó sẽ dốc toàn bộ cái phần dầu xuống cái đường rãnh của cái vỉ này. Và vỉ này thì nó đặc biệt là nó chỉ thiết kế một đường rãnh ở giữa, toàn bộ phần mỡ nó sẽ lắng xuống và nó sẽ chảy vào cái đường ở bên ở giữa cái thân vỉ này, cái mặt vỉ này. Và bên đằng sau thì các bác có thể nhìn thấy nó ở đằng sau đây, nó là một cái đường rãnh khuyết như này, thì nó sẽ xối thẳng xuống cái đường máng hứng của mỡ và các cái tạp chất mà nó chảy khi mà nó chảy ra từ thực phẩm ấy, nó sẽ chảy xuống cái đường máng thu của máng mỡ đấy. Một số bác đã dùng cái bếp này rồi ấy, thì có nói lại với em là cái phần vỉ này nó đúc bằng gang, nhưng mà em vừa kiểm tra thì hình như nó không phải là bằng gang, nhưng mà về cơ bản thì nó tương đối là đầm tay và nó nặng. Cái độ dày của cái vỉ nướng này nó vào khoảng độ tầm 7 đến 8 ly, thậm chí là có khi đến 9 ly em cũng chưa đo, nhưng mà nó tương đối là dày và nó quá là chắc, nó quá cứng. Thì cái này nó cũng giúp cho cái việc là khi mà mình nướng hay là mình vận hành, mình sử dụng ấy, nó làm cho cái thực phẩm nó chín đều hơn và nó chín chậm hơn. Nó chín tức là nôm na là cái nhiệt nó nhiệt năng nó tỏa lên cái bề mặt này ấy, nó sẽ đều hơn và nó có thời gian, có độ trễ nhất định trong quá trình mình nướng, thì nó sẽ làm cho thực phẩm nó chín ngon hơn. Và đương nhiên là dày như thế này thì nó sẽ lưu nhiệt tốt hơn. Nó không như cái bếp khác là nếu như cái này nó quá mỏng ấy, thì cái nhiệt nó mất rất là nhanh, và nó gây ra hiện tượng là nếu như trường hợp mà nó mỏng mà nó truyền nhanh quá thì nó cũng gây cháy hoặc là gây xém quá nhanh cái phần thực phẩm nướng trên này. Giữa cái phần thân này, phần đáy thân này là nó có một cái lớp như em đã nói ở lúc trước ấy, là nó có ở cái vỉ ấy, nó có một cái đường rãnh giữa để nó thoát mỡ và thoát dầu. Thì ở dưới này nó là một cái khay hứng mỡ và có thể tháo rời được, nó nhỏ thôi, nó làm cũng bằng nhựa hay là hợp kim gì đấy, nhưng mà có thể tháo rời được và dễ cọ rửa. Sau mỗi một bữa mà mình nướng hay là mình nấu ấy, là mình cọ rửa rất là dễ, mình vệ sinh rất là dễ, và sau đấy mình cài lại. Thì đấy là cái mà thiết kế của hãng em cho là hợp lý. Đây là cái phần gọi là điều khiển của trung tâm của con bếp này. Thì các bác có thể nhìn thấy là vì cái công suất của nó là 2300W, và ở đây là nó tương đương là 5 số, 5 mức nhiệt khác nhau. Thì tùy theo mức độ và nhu cầu sử dụng của mình thì mình có thể tùy biến và điều chỉnh cái nhiệt độ này. Cái núm này là làm bằng nhựa vì nó cần sự an toàn cho chuyện là tiếp xúc với điện này kia. Thứ hai nữa là nó cũng tạo ra cái thẩm mỹ. Có một cái đặc biệt ấy là cái nút mà ở cái phần điều khiển điều chỉnh nhiệt này ấy, cái đèn này là nó có hai màu,
Ví dụ chẳng hạn như là mình cấp điện vào, khi mình cắm điện, cấp điện vào ấy, thì là nó ở trạng thái màu trắng. Nhưng khi mà mình sử dụng, tức là mình chuyển sang số khác thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Xinh phết, em nhìn thấy là nó cũng hấp dẫn đấy. Mà thiết kế khôn phết đấy. Có một cái nhược điểm mà em chê cái bếp này ấy, là cái phần thiết kế dây điện này. Là không biết là do nó không có chỗ nào đặt hay là nó họ cố tình họ làm như vậy để họ kiểm soát cái phần điện ra điện vào nó an toàn với người dùng hay không, để họ, họ mình dễ quan sát hay không. Nhưng mà họ thiết kế ở đây thì em thấy là nó gây ra sự vướng víu và nó hơi cấn cho cái lúc mà mình đặt cái bếp này lên trên bàn hay là lên cái mặt phẳng. Vừa rồi là cái đoạn một cái đoạn short clip ngắn quay giới thiệu về một vài cái loại thịt cũng như là vài cái hải sản mà anh em trong cùng hệ thống đang kinh doanh. Thì nếu như mà các bác sắm được cái bếp nướng như này ấy mà cảm thấy ok thì đừng quên là ủng hộ thịt của anh em Now BBQ and Hotspot và mua hải sản của ông Bì Bõm. Hai cái nhãn kinh doanh mà em đánh giá là sản phẩm các bác có thể gần như là tin tưởng. Thì cái bếp này đầu tiên là các bác phải bật lên. Đầu tiên là các bác bật căng nhất mức nhiệt. Sau đấy khi mà mình bắt đầu cho thịt vào thì mình sẽ giảm dần, mình sẽ dim dần theo cái nhu cầu của mình và theo cái mức độ chín của cái bề mặt này. Thì em sẽ cho nó mắc lên xem là nó cái nhiệt của bề mặt này nó mình sau khi mình kiểm tra ấy, thì nó là khoảng bao nhiêu. Đây, em có con súng này. Mức nhiệt là nó nhảy từ 170 độ đến 195 độ. Bây giờ đang là nó tụt xuống đến 190 độ. Khoảng 190 độ là nó tụt dần xuống. Nó duy trì ở mức, nếu như để số 5 thì nó vào khoảng độ tầm 190 độ. Có nghĩa là theo cái em nhận định ấy, thì cái bếp này nó sẽ vào khoảng độ 200 độ trên cái bề mặt này. Thử một phát. Cái ba chỉ heo này thì cái độ dày là các bạn ấy cắt tương đối dày. Nếu như mà cái nhiệt nó mức nó căng quá, mình thử một mặt mà mình kiểm tra thấy nó nướng nó căng quá ấy, thì các bác sẽ chuyển sang mặt bên để mình kiểm tra. Thơm quá các bạn. Về cơ bản thì như em giới thiệu lúc trước ấy, thì cái mặt vỉ, cái mặt nướng này ấy, nó chống dính và nó thực sự là chống dính rất là tốt. Các bác có thể nhìn thấy là nó chống dính rất là tốt. Rồi bây giờ em sẽ trở lại mặt bên xem là nó như nào. Ê, các bác có thể nhìn thấy là cái mặt thịt ấy nó vàng đều và nó không bị xém nhanh quá, tức là nôm na nó không bị cháy lớp mặt này. Mình nướng không quá vội nhá. Em thấy cái nhiệt nó căng như thế nhưng mà mình nướng lại cũng không vội quá. Thế thường với cái bếp khác là mình phải thao tác liên tục rất là nhanh tay thì nó không bị cháy, nhưng mà như con này là có thể là mình ngồi chờ đợi nó không bị quá vội, không quá gấp. Ok, bây giờ em sẽ cắt thử xem là ở bên trong thì cái lõi thịt nó như thế nào. Các bác có thể xem là kiểm tra xem là ở bên trong ấy, thì cái lõi mà mình nướng nó như thế nào. Phê đấy các bạn, nó vừa chín tới. Như các vẫn đi ăn ở nhà hàng ấy thì cái yêu cầu của thịt nướng ấy là nó phải xém cái lớp mặt bên ngoài, nó có một cái hương thơm của cái thịt nướng, tức là cái mùi thơm, mùi màu vàng cánh gián, rồi cái mùi thơm là của cái thịt nướng đặc trưng. Và ở bên trong thì nó phải giữ được cái độ mọng, độ ngọt của thịt. Với cái phần thịt heo như này là nó vượt qua, cái con bếp này nó vượt qua một cách quá là dễ dàng. Mà nó cũng chín rồi đấy các bạn. Thôi, em mời các bác nhá. Quy trình thì các bác biết rồi đúng không? Một cái xà lách, một cái lá mè. Sau đấy rồi thì kim chi, rồi củ cải,
củ cải đỏ, rồi ngồng tỏi và tỏi ngâm, ớt xanh. Các bác đừng quên là thịt nhá. Đây này, thịt như này là rất ok này. Bây giờ thì đặt miếng thịt lên. Cái này là em chỉ kích thích các bác là tăng cái độ thèm thôi. Các bác không nên xem vào buổi tối nhá. Một ít sốt phết lên mặt thịt như này và kim chi như này. Đây, như thế này là có thể là em đã không chống được rồi. Rồi các bác, mình cuộn tròn lại như này. Rồi, ok. Mời các bác. Thực sự là không nói được. Nó đi vào lòng người các bác. Đúng ra là hôm nay phải ngồi với anh em để nướng cùng, nhưng về cơ bản là em chịu cái thân phận nó khổ nên là em phải ăn một mình. Sẽ có nhiều dịp, có một dịp nào đấy sẽ mời tất cả anh em fan của cái kênh I Can Cook này, anh em mình offline một bữa, các bác cùng offline một bữa để anh em mình ăn thịt nướng với nhau. Về cơ bản là với cái phần thịt heo này nó vượt qua dễ dàng, và ăn thì nó rất là phê. Thịt mềm, ngọt, mọng và rất là thơm. Đây là phần thịt bẹ vai của bò. Thì đặt nó lên bếp. Trong quá trình mà các bác nướng ấy, cái nhiệt mình cảm thấy nó căng quá thì mình có thể tùy chỉnh, mình sẽ điều chỉnh cái nút này. Em sẽ phải để ngược, hôm nay vẫn phải để ngược. Mình sẽ điều chỉnh như này để theo mức độ là tăng giảm nó như nào, tùy theo các bác. Về cơ bản là con máy này nó quá ưng các bạn. Thịt nó chín rất là thong thả, và thứ hai nữa là nhiệt nó đều mặt nhiệt, nên là thịt nó chín được đều. Và đặc biệt là em thấy là nó chưa có hiện tượng cháy. Cái ba chỉ heo em đã để như vậy rồi mà nó gần như nó chỉ xém một tí xíu thôi, không cháy. Còn cái phần thịt bò dày như thế nhưng mà nó chín rất là đều. Thì bây giờ em sẽ cắt thử cho các bác xem là nó như thế nào. Cực phê các bác ạ, cái mặt thịt nó rất là đẹp. Mà cái thứ hai nữa là cái kết cấu bên trong thì không chê đâu được. Em đang nói nó còn hơi có tiếng ồn tí xíu, nhưng mà các bác nhìn thấy cái phần thịt ấy nó rất là cuốn, nhìn nó rất là ưng, rất là phê. Nếu như các bác muốn ăn giòn ấy thì có thể nướng cái phần thịt nó kỹ hơn như này cũng không sao cả, ok. Còn bây giờ là phần thịt bò. Em chơi thịt bò trước, một tí xíu kim chi thôi. Ok, sốt. Nó khó tưởng tượng lắm các bác ạ. Nó khó kìm hãm. Này, phải như này các bác này. Thịt nó rất là mềm. Nó rất là ngọt. Đương nhiên là thịt ngon rồi. Nhưng cái bếp này cũng cực kỳ là ưng. Phải quay cái buổi hôm nay là em thấy nó tương đối là hài lòng. Vì mình nó rất là nhàn. Mình chỉ việc ngồi thế này thôi. Còn nếu như các bác mà có cái đồ nào mà hay muốn em review thì cứ cho em mượn. Em cũng muốn là có điều kiện để được tiếp xúc nhiều hơn với những cái sản phẩm nó mang tính chất là nó tối ưu như này. Tóm lại là ăn thì em sẽ không nói được, em có một cái nhược điểm là nó sẽ hơi kém cái phần đấy. Cuộn thì tùy theo nhu cầu các bác, cuộn trong hay cuộn ngoài như nào cũng được, nhưng mà thịt thì cứ phải đẫy. Và nó tóm lại là với em ấy thì em là người kinh doanh về thịt bò, cảm xúc về bò thì vẫn chưa bao giờ là vơi cả, nó vẫn cứ nồng nàn. Các bác mời các bác nhé, anh em mình cứ ăn tự nhiên thôi.
Thế này, thịt các bác cứ phải như này này. Ăn thì nó mới cảm thấy nó tươi mới. Rồi em lại mời các bác. Hết cỡ. Vẫn không nói được. Anh em quay phim đều phải quay hết mặt đi, không nhìn vào màn hình vì nó khó tả. Ok, phần thịt đã ok rồi thì bây giờ là em sẽ chuyển nó sang phần hải sản. Bây giờ thì để thử xem nó nướng với hải sản thì nó nướng như nào. Em sẽ triển khai thử với con mực lá này và cái tôm này xem nó như nào. Tôm này là của ông hải sản Bì Bõm. Các bác nếu như nướng trên bếp nướng thì kinh nghiệm của em là nên ăn thịt trước, ăn hải sản sau, hoặc là ăn phải tách nó ra, một là hải sản trước hoặc là thịt trước, chứ không ăn chung nhau, để tránh trường hợp là cái phần cái mùi hay là cái nước của hải sản nó nhiễu vào thịt ấy, nó sẽ gây ra cái vị nó lẫn lộn và nó sẽ không hấp dẫn. Cái mùi mực nó thơm lắm các bác ạ. Con mực này là tương đối dày. Con mực này cái thành cái phần thịt ấy nó tương đối dày. Cái con mực này nó rất là dày. Các bác nhìn thấy cái mức độ dày của nó. Nên là thử xem là với cái bếp này thì nó có ăn thua với con mực này không. Camera kia là từ bấy giờ là ông ấy không tập trung ở đây cả. Nó nóng, nó thơm lắm. Mời các bác nhá. Rút kinh nghiệm ở những video trước ấy, em sẽ nói chậm hơn. Các bác bảo là nó hơi mất lịch sự, vừa ăn vừa nói, nhưng mà thì cảm xúc của người mà phải diễn trong lúc ăn ấy, nó khổ lắm. Còn cái bếp này thì phải đánh giá lại một điều là nó quá là phê. Em đang chờ tôm này xem nó như nào. Thì về cơ bản là đấy là những cái nhận xét và những cái cảm nhận của em lúc đầu về con tôm này. À, về cái bếp này. Nhìn con tôm nó tập trung quá. Còn bây giờ thì nó nóng quá. Tôm có vẻ nó chưa được chín kỹ lắm, nhưng mà không chờ được. Nó hồi hộp không ạ. Bây giờ thì mời các bác. Nóng quá. Về cơ bản thì khó mà chống nổi. Mời các bác nhá. Nó chín. Chín toàn bộ. Nó rất là ngọt. Nó lên được cái vị thơm. Như em đã nói là em rất ưng con bếp này. Và nếu như các bác muốn ăn thịt nướng hay muốn mua hải sản thì liên hệ ở cái đường link em sẽ mô tả ở bên dưới. Đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ anh em ra nhiều video chất lượng hơn. Và cũng đừng quên bấm vào cái nút đăng ký ở cuối cái tab của video. Bên cạnh nó có quả chuông, các bác bấm vào đấy luôn. Thì khi có video mới thì các bác sẽ nhìn thấy em đầu tiên.